Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Tam Kỳ. Đây là những hình ảnh của vòng đấu thứ 6 World Cup 247 V-League 1 2019. Những chàng trai mặc áo màu xanh đang tiến ra khu vực sân, đó chính là đội chủ nhà Quảng Nam. Đi đầu là đội trưởng Đinh Thanh Trung, thủ môn Phạm Văn Cường. Còn đây là những cổ động viên trẻ tuổi, trung thành, nhiệt huyết của Hoàng Anh Gia Lai. Rất có thể đây là một cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai và cho cá nhân Minh Vương. Dứt điểm không vào, thủ môn Phạm Văn Cường đã không thể bắt gọn bóng sau cú sút đầu tiên của Trần Minh Vương. Nhưng rất may là pha bóng sau đó, một cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, đó là Trần Thanh Sơn, đã không thể tận dụng thành công một pha dứt điểm bóng góc gần của Phạm Văn Cường. Pha dứt điểm sau đó của Trần Thanh Sơn, bóng đi vào xa ngang. Phan Đình Thắng, Đinh Viết Tú, Davis được chuyển hướng đến vị trí của Claudicia. Dứt điểm không vào, bóng đã đi chạch cô ra khung thành của thủ môn Sesma, người đã có pha dứt điểm là Đặng Hữu Phước. Pha bóng ấn tượng đầu tiên của Quảng Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên sau pha dứt điểm vừa rồi của số 6 đội chủ nhà, bóng đã khé chạm một cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Đổi hướng, bóng không đến được vị trí của Thiago. Lại một pha dứt điểm từ rất xa. Laudicia làm gì đây? Nguy hiểm, không được. Pha đánh gót đầy chất nghệ thuật của Phan Đình Thắng. Chỉ tiếc rằng trái bóng không đi vào khung thành của thủ môn Hoàng Gia Lai. Đó là tình huống mà Claudicia đã truyền rất chuẩn xác cho Phan Đình Thắng. Đinh Thanh Trung, Thanh Trung dứt điểm không? Dứt điểm 1-0. Đội trưởng Đinh Thanh Trung đã lên tiếng. Đẳng cấp của số 7 Quảng Nam đã giúp cho đội chủ sân Tam Kỳ có được bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 40 của trận đấu, trong một thế trận không thể nói là Quảng Nam chơi tốt hơn so với Hoàng Gia Lai. Nhưng đẳng cấp của một ngôi sao duy nhất mà Quảng Nam đang sở hữu ở trên sân vào lúc này, Đinh Thanh Trung, đã giúp cho đội bóng tạm thời dẫn trước Hoàng Gia Lai với tỷ số 1-0. Pha chỉ chấp mạnh mẽ của anh Hùng đã giúp cho Quảng Nam có được một pha phản công. Phan Đình Thắng, Đinh Viết Tú đã bên phía cánh trái. Hữu Phước dứt điểm, bóng đã đi chạch khung thành của Sesma. Đây là lần thứ hai Hữu Phước có một cơ hội cho riêng mình. Nhưng rất tiếc là Đặng Hữu Phước không thể chuyển hóa cơ hội mình có được thành bàn thắng. Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đánh đầu, Thiago đã dứt điểm. Đánh đầu, Thiago không vào. Đó là tình huống mà Thiago và Davis đã nhảy lên tranh chấp. Đinh Thanh Trung đánh đầu, dứt điểm, Gossier không vào. Vừa rồi là một pha cứu thua của thủ thành Sesma. Pha vẩy chân rất nhanh của Claudicia. Tuy nhiên chân sút người Brazil vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai trong mùa giải năm nay. Pha bóng lỗi của Trần Thanh Sơn, Claudicia. Đây là Phan Đình Thắng. Phan Đình Thắng, đường đi bóng rất giống với Đinh Thanh Trung. Nhưng rất tiếc là Đinh Thắng không thể hoàn thành nhiệm vụ như người đàn anh. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Quảng Nam. Sesma có lý phải bực mình trong tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của Hoàng Gia Lai thi đấu rất bất tập trung. Đầu tiên là pha đi bóng như chỗ không người của Phan Đình Thắng. Tài năng của Sesma đã cứu. Và ngay lập tức Huy Hùng có một tình huống dứt điểm từ xa. Và lại một lần nữa, sự đổ người chuẩn xác của Sesma đã giúp cho Hoàng Gia Lai không phải nhận bàn thua thứ hai trong trận đấu này. Huy Hùng, Đinh Thanh Trung đã qua được sự truy cản. Đánh đầu, 2-0 cho Quảng Nam. Bàn thắng đến vào một thời điểm cực kỳ quan trọng. Phan Đình Thắng là người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Tam Kỳ. Đây là một thời điểm cực kỳ khó khăn dành cho nỗ lực bảo toàn tỷ số của đội chủ sân Tam Kỳ. Và bây giờ thì
Phan Đình Thắng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Có lẽ chiến thắng đang ở rất gần với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong khi đó thì viễn cảnh trắng tay tại sân Tam Kỳ đang hiện hiện trước mắt huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Ngày hôm nay Hồng Duy vẫn rất nỗ lực bên phía hành lang cánh trái, nhưng sự hiệu quả là chưa như mong đợi. Mạo hiểm 3-0 cho Quảng Nam. Một tình huống đưa bóng lỗi quá chủ quan của anh Tài, vô tình tạo điều kiện cho Hàm Tuấn có pha dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. 3-0 cho Quảng Nam ở thời điểm phút 88 và cũng đồng nghĩa với 3 điểm cho đội chủ sân Tam Kỳ trong trận đấu ngày hôm nay. Kết thúc, trận đấu đã kết thúc với Hoàng Gia Lai ở thời điểm này. Và huấn luyện viên Dương Minh Ninh sẽ không thể hài lòng với phong độ của các cầu thủ phòng ngự, một vấn đề không hề mới một chút nào với Hoàng Gia Lai. Một tình huống mà Nguyễn Hữu Anh Tài không chịu sự áp sát của bất cứ một cầu thủ Quảng Nam nào.